Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 5 trong 176 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 5 của chúng ta như sau. Giải phương trình f'x bằng 0. Biết rằng f(x) bằng 3x cộng 60 trên x trừ 64 trên x mũ 3 cộng 5. Như vậy thì đầu tiên ta phải đạo hàm. Và ta giải, sau đó ta sẽ giải phương trình. Ta đạo hàm, ta được f(x) sẽ bằng 3x đạo hàm bằng 3 cộng với 60 trên x mà đạo hàm thì được là 60 nhân với đạo hàm của 1 trên x. Đạo hàm của 1 trên x thì sẽ bằng là có dạng 1 trên v, nên đạo hàm sẽ là trừ v phẩy trên v bình, tức là trừ 1 trên x bình nhân với 60 là trừ 60 trên x bình. Tương tự, 64 trên x mũ 3 cũng có dạng là 64 trừ 64 nhân với đạo hàm của 1 trên x mũ 3 sẽ bằng x mũ 6 tử số sẽ là 3 âm 3 nhân x bình, và nhớ là phải nhân thêm cả 60 nữa, 64. Đạo hàm của 5 bằng 0. Như vậy ta sẽ rút gọn được 3 này trừ 60 trên x bình. Ở đây âm 64 mà nhân với âm 3 thì ta được là 100, dương 192. X bình rút gọn với x mũ 6 ta được x mũ 4. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho f'x của ta bằng 0 để ta giải phương trình. Tương đương với 3 trừ 60 trên x bình cộng 192 trên x mũ 4 bằng 0. Quy đồng x mũ 4, ta được 3x mũ 4 trừ 60 x bình cộng 192 bằng 0. Điều này ta sẽ suy ra 3x mũ 4 trừ 60 x bình cộng 192 bằng 0. Rồi, đến đây là phương trình trùng phương đúng không? Bậc 4 trùng phương, ta đặt x bình bằng t với t của ta lớn hơn 0. T không thể bằng 0 được bởi vì x của ta phải khác 0 vì x mũ 4 nằm dưới mẫu. Như vậy thì ta sẽ được phương trình mới 1. Suy ra 1 sẽ tương đương với 3t bình trừ 60t cộng 192 bằng 0. Và ta giải ra được t của ta bằng 16 hoặc là t bằng 4. Ta bấm máy tính thôi. Thỏa mãn, đúng không? Thỏa mãn t lớn hơn 0. Như vậy ta suy ra được x bình bằng 16 hoặc x bình bằng 4. Điều này sẽ suy ra được x bằng cộng trừ 4 hoặc x bằng cộng trừ 2. Thỏa mãn gì? Thỏa mãn x khác 0, được chưa? Như vậy bài toán của ta đã giải xong.